Rồi ok, chào anh em đã trở lại với video của mình nè. Thì tiếp tục video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một cái mẫu máy chuyên xông công suất cũng khá lớn anh em. Đây là mẫu máy 16 feet lớn, dành cho anh em đánh xông lớn hoặc là đánh hồ gì đó anh em. Độ sâu thì tầm khoảng 7-8 mét tùy theo điều kiện và cái bình của anh em nữa. Thì bản này anh em đánh bình từ 100A đổ lên nha anh em. Thì mình sẽ nói sơ về cấu hình máy cho anh em tham khảo nha. Thì ở đây là bản máy LC cho nên là anh em chỉ đi được những vùng nước như là ngọt trong, ngọt đục, ngọt phèn gì đó, nhưng mà không bị nhiễm lạ mặn anh em. Máy này là máy LC cho nên là có lạ mặn thì đi không được nha, nó chuyên về ngọt phèn thôi. Nó về cấu hình máy thì nó sử dụng là 16 con phết anh em. Bên đây là phết lớn nha, nó gấp mấy lần con phết nhỏ là anh em có thể quan sát đấy. Để mình đưa gần cho anh em thấy. Ở đây mình sử dụng phết là 290N08 anh em, phết mới hoàn toàn nha, mình không có sử dụng phết gã, phết cũ gì đâu anh em. Phết mới hoàn toàn, con phết mình rất là to luôn nha. Biến áp là E65 anh em, E65 nằm. Thì công suất con này mình quấn anh em cứ việc an tâm nha. Mình quấn dây thứ cấp nó rất là lớn luôn, cho nên cái dòng ga nó rất là ổn định nha. Anh em cứ việc an tâm, anh em đánh sâu thì thoải mái anh em. Có 6 tụ lọc nguồn đầu vào nè, 4 tụ nhân áp đầu ga, 5 con SCG lớn. Xin lỗi anh em, 5 con SCG, một cuộn cảm 42 nè, mình có đóng phe cho anh em luôn. Rồi ok, thì máy LC thì nó rất là đơn giản thôi. Thì có hai cái quạt tản nhiệt kèm hai miếng nhôm nè, cho anh em đi thời gian dài nó không có bị nóng máy của anh em em. Nó giúp cho việc tản nhiệt trong máy nó tốt hơn. Thì ở cái bản này thì mình lắp 6 chế độ cho anh em, thì tùy theo nhu cầu của anh em thôi. Thì 6 chế độ này sẽ có 3 chế độ đánh nóng và 3 chế độ thả lạnh cho anh em. Thì tuy nhiên mình vẫn làm 2 chế độ cho anh em. Đối với tất cả các bản máy đi thiền mình đều có 2 mẫu, đó là 2 chế độ và 6 chế độ. 2 chế độ thì nó sẽ có lì và trộn anh em. Lì và trộn thì nó chiên một vật cho anh em thôi. Còn 6 chế độ này thì nó có sẽ 3 chế độ đánh nóng và 3 chế độ thả lạnh cho anh em. Thì anh em hay kêu là vừa nóng vừa lạnh đó. 3 chế độ đánh nóng thì gồm có là lì anh em, lì chọn 555 và chọn 4047. Còn thả lạnh thì thả xung tần số thấp, thả ra bạc gì đó anh em, xíu nữa mình test thì anh em sẽ nắm rõ chế độ nó nha. Thì đối với 6 chế độ thì nó sẽ hơi khó chỉnh ra một xíu. Tuy nhiên anh em nào biết đi rồi nó cũng rất là đơn giản anh em. Máy thì sẽ có kẹp bình, kẹp mạ đồng cho anh em, dây là dây cấp đơn 6 chấm anh em, 2 sợi. Thì về mặt trước thì nó cũng như những máy phổ thông thôi anh em, nó gồm có hai cọc khác màu. Bên đây là vạt mát nè, mặc định cọc đỏ là vạt nha, cọc đen là mát. Công tắc đây là phân áp thôi anh em bật lên là áp cao, anh em đi nước vào trong gì đó bật xuống là nước đục, nước phèn nha, áp nó sẽ thấp hơn một xíu. Còn nút đỏ là chỉnh mạnh yếu anh em càng vặn lên thì nó càng khỏe ha. Còn nút vàng thì nó chỉnh chế độ, thì ở đây nó 6 chế độ là anh em, cho nên là anh em chuyển chế độ bằng cách là bật tắt cái nút màu vàng đó, anh em bật tắt thì nó sẽ chuyển chế độ cho anh em ha. Nó có 6 chế độ thì nó sẽ xoay vòng thôi anh em. Nó có 6 chế độ thì nó sẽ trả về chế độ ban đầu và nó xoay vòng thôi. Thì mình tính từ chế độ đánh lì là chế độ đầu tiên cho anh em dễ hiểu, thì xíu nữa mình sẽ test cho anh em ha. Và hai cọc bên đây là hai cọc cùng màu nè anh em. Có thể là nhà máy mình làm hai cọc đỏ hoặc là nhà máy mình làm hai cọc đen, thì tức là nó là gắn cầu bóp đó nè. Thì mình có dán chữ cho anh em hết, khi gửi tới anh em mình có sẽ có dán chữ cho anh em hết lúc nào chức năng như thế nào, cho nên anh em không có sợ lộn đâu ha. Thì máy mình sẽ tặng kèm cho anh em hai cái cò bóp tay nha, hai cò bóp tay. Dây thì tùy theo cầu của anh em thôi, anh em muốn làm dây bao nhiêu thì mình cắt cho anh em thôi. Hai cò bóp tay ok, cũng rất là đơn giản thôi anh em. Anh em quan sát lại máy nha. Thì trong những cái phân khúc đi thuyền đó mình có những cái mẫu là 16, 20, 24, 28 là phết nhỏ anh em, và 16 phết lớn, và sắp tới mình sẽ ra thêm một cái mẫu là 12 phết lớn anh em, cũng là chuyên xông luôn, nhưng mà tất cả đều máy ngọt phèn hết nha anh em. Còn máy lợ mặn thì mình chưa có mặt lớn cho anh em. Thì máy lợ mặn thì mình chỉ có auto mặn ngọt đó anh em, IGBT đó, thì mình có 6, 8 và 12 anh em, 12 phết nhỏ. Thì anh em đánh bộ thiền thôi chứ chuyên thiền thì nó hơi yếu anh em. Thì sắp tới mình sẽ kiếm những cái mạch mạch lớn chuyên xong á mà IGBT để cho anh em về anh em gắp máy nha, thì tùy theo dùng nước của anh em thôi. Thì hiện tại máy ngọt phèn á, máy DB3 á, những dòng phân khúc như là đánh bộ hoặc là vừa bộ vừa thiền á, thì mình có 6 phép, 8 phép và 12 phép anh em, phép nhỏ nha. Và IGBT á, IGBT auto mặn ngọt á, thì mình cũng có 6, 8 và 12 luôn anh em. Thì mình đã đăng rất là nhiều rồi đó, thì anh em cứ việc vào kênh của mình anh em xem lại nha.
hoặc là anh em cần tham khảo giá cả, hoặc là anh em muốn xem mẫu mã gì đó thì anh em cứ việc gọi điện trực tiếp vào số điện thoại hoặc là nhắn tin Zalo nha, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em. Thì số điện thoại mình có để trên đầu video hoặc dưới phần mô tả anh em, do gắn với phần tiêu đề thì nó cũng bị bớt tương tác quá cho nên mình không để dưới phần tiêu đề được ha. Và anh em cứ liên hệ số điện thoại cho mình, số điện thoại mình và Zalo mình chỉ xài một số thôi anh em, đó là 0853710315. Đó, mình xin nhắc lại là 0853710315, số điện thoại của mình và cũng là số Zalo của mình luôn anh em. Hoặc là trên đầu video mình có để cho anh em đó, trên góc trái á. Thì anh em cứ việc liên hệ mình nha. Rồi ok, thì chắc mình sẽ test một đoạn để cho anh em tham khảo nha. Hiện tại thì mình cũng rất là nhiều mẫu đó anh em, cung cấp rất là nhiều mẫu từ bộ cho tới thiền đó. Anh em muốn lựa chọn mẫu nào thì anh em cứ việc gọi điện mình sẽ tư vấn cho anh em ha. Rồi ok, mình sẽ test một đoạn để cho anh em tham khảo. Thì mẫu máy 6 chế độ này thì mình cũng có quay rồi đó anh em. Chứ ở video trước thì mình đã lắp trên cái con máy 20 feet nhỏ anh em. 20 feet nhỏ cũng là bơm MCU 6 chế độ này luôn. Thì nó cũng tương tự vậy thôi anh em, chỉ là khác về công suất máy thôi. Còn về chế độ thì nó như nhau hết nè. Đây mình test trên cái quả pin của mình. Quả pin này thì mình chỉ để test máy thôi anh em. Hiện tại mình đang có đóng pin đó nha, đóng pin đó thì mình đóng hai mẫu đó là 30 và 45 ampe nè, vô mẫu hộp pin chống nước đó. Hiện tại cái mẫu hộp mình đã hết rồi, mình đang nhập hộp pin về nè. À, ok, thì bản máy rồi xe mà anh em test thì anh em phải có tải nha, anh em nào không có đèn đó thì anh em phải để hai cái vạt xuống nước nha, anh em bóp còi nó mới kêu được. Ở đây mình có đèn nha. Thì nói chung các đèn có đèn để cho máy nó hoạt động thôi, chứ không phải là đèn sáng đèn tối vậy là máy yếu máy mạnh đâu nè. Chủ yếu là về anh em đánh cá như thế nào thôi, anh em đừng có quan tâm đèn sáng đèn tối, anh em chủ yếu nghe tiếng máy của mình thôi. Ok, mình đã ở đây mình test tạm nha anh em, mình nhét vô nha, còn về anh em phải dặn nha, anh em dặn ra nè, nó có lỗi quá anh em xỏ cò bóp vô, anh em dặn cho nó chắc chắn nha. Cả điện vật cũng vậy thôi anh em, đây nè, có dây cò bóp mình sẽ có hai đầu dây nè, anh em tuốt ra. Anh em tuốt ra rồi anh em dặn vô hai cọc cò bóp nè. Chỗ mình mấy cái máy đang hoạt động á nè, video nào mấy máy cũng đang hoạt động hết trơn cho nên anh em xem có hơi ồn á anh em cũng thông cảm cho mình nè. Ban ngày mà, ban ngày mấy máy làm suốt nè. Rồi ok, thì mình sẽ test cho anh em nha. Ở đây mình đã rút quạt ra rồi nè. Lý do mình rút quạt đó là thứ nhất do nó đỡ ù nè, cho nó thổi thẳng ra. Với lại cho mình kiểm tra được cái nhiệt độ á. Nhiệt độ trên dẫn con phét này nè, nó có bị nóng hay không á. Do mình không có quạt luôn, để coi nó có nóng hay không là mình khắc phục tình trạng nè. Nhưng mà mình đã test rất là nhiều rồi đó, mình đã test trước đó khoảng 3 tiếng mình kẹp cho nó chạy suốt anh em, khoảng 3 tiếng rồi cho nên là mình thấy nó không có nóng nảy gì hết đó. Chạy suốt ở đây là chế độ thở lạnh nha anh em, chứ anh em để chế độ nóng mà anh em chạy suốt là không ổn nha. Anh em đi nóng thì anh em cũng phải có thời gian nhấp nhả nha anh em, với lại anh em chỉnh chế độ thì cho nó cho đúng nha, cho đúng chế độ nè. Thí dụ như anh em thả thì anh em phải chỉnh đúng chế độ thả nha, còn đi một vạt thì anh em phải chỉnh đúng chế độ một vạt thì nó mới hiệu quả và cái máy mình nó mới tốt được anh em. Không thôi anh em chỉnh sai là nó hại cho máy mình. Thí dụ anh em chế độ đánh một vạt mà anh em kẹp cho nó thả suốt luôn á, thì cho nó chạy suốt á thì nó cũng gây nóng máy mình á, anh em phải chỉnh cho đúng nha. Thì mình có hướng dẫn trên video cho anh em hết rồi. Thôi đây là chế độ thứ năm hay gì nè anh em, để mình chỉnh cho chế độ đây. Chế độ đầu tiên là chế độ đánh lì, thì mình tính từ chế độ đánh lì cho anh em ha. Thì tất cả các chế độ anh em điều chỉnh mạnh yếu là bằng nút đỏ này anh em. Đó, anh em càng vặn lên thì càng khỏe ha. Nhưng mà khi anh em đừng để cao quá, anh em để cao quá nó ăn bình của anh em. Nhưng mà cá nhà điện thì là chích chìm á nè, anh em để vừa thôi, anh em đừng để cao quá. Thì nếu cá chạy á, anh em để tầm này, nếu cá chạy anh em hãy tăng lên nha. Đó, anh em tăng lên từ từ chứ anh em đừng để cao quá cũng không hay nè. Nút đỏ là chỉnh chế độ, thì anh em cứ bật tắt thì nó sẽ chuyển chế độ nha. Đây, anh em chuyển thì anh em cứ việc giữ còi nha. Anh em giữ còi, anh em bật tắt. Đó, sẽ chuyển chế độ, đây là chế độ thứ hai nè. Đây là chế độ trộm 555. 555 thì anh em chỉnh duty dày mỏng nè, anh em càng dặn lên thì cái duty càng dày nha. Đó, anh em càng giảm về thì càng mỏng, thì đối với chế độ này thì anh em chỉnh nó cao cao một xíu cho nó dày dày một xíu thì nó sẽ hiệu quả nè. Công tắc này là phân áp thôi, anh em bật xuống thì áp nó sẽ thấp hơn xíu nè. Cho anh em đi nước đục, nước phèn gì đó thì anh em bật xuống, hoặc là nước cạn gì đó nè, anh em bật xuống. Rồi tiếp theo mình sẽ chuyển sang chế độ thứ ba.
là chế độ chọn 4047 nè, anh em bật phải dứt khoát nha, anh em bật dứt khoát nha, anh em đừng bật rồi anh em để luôn ở dưới là cũng không được nha anh em. Đó, anh em bật luôn, anh em để luôn dưới đây là nó cũng không có chạy nha, anh em phải bật lên đó. Thì chế độ thứ ba này á đó, thí dụ như anh em không bóp cò mà anh em bật á, thì nó cũng không có chuyển chế độ cho anh em đâu nha. Đó, anh em thấy anh em phải giữ cò rồi anh em bật tắt thì nó mới chuyển chế độ cho anh em. Thì ở đây mình quay lại chế độ đây là thứ ba này, thì chế độ thứ ba là chọn 4047, tức là anh em có thể chỉnh được cái độ nhanh chậm đó, anh em càng vặn lên thì nó càng nhanh, anh em càng giảm về thì nó càng chậm nha. Thì anh em để cái tầm nào mà nó vừa phải nè, vừa phải thì anh em đi nha, vẫn chỉnh mạnh yếu bằng lúc này thôi nè. Rồi tiếp theo là một cái chế độ thả, là chế độ thứ tư này nè. Chế độ thứ tư là chế độ thả nha, thì tất cả chế độ thả anh em điều chỉnh được cái nhịp nhanh chậm, em càng nhận lên thì càng nhanh đó. Và cái độ mạnh yếu là nút đỏ này nè, đây là chế độ thứ tư đấy nè. Thì tính thứ tổ thứ tư, thứ năm, thứ sáu sẽ là chế độ thả, và chế độ thứ một, thứ hai, thứ ba thì sẽ là chế độ một vật, tính từ chế độ đến lì là chế độ thứ nhất anh em. Thì anh em lưu ý chỉnh cho nó đúng chế độ nha. Đó, tiếp theo là chế độ thả đa bật anh em. Thì mình khuyên em á, anh em thả thì anh em bật áp thấp xuống nè, và nút đỏ này anh em định chỉnh cao quá, anh em chỉnh cao quá nó không hiệu quả đâu nè, và cái nhịp nó chậm thôi. Đó. Thì tất nhiên em càng chỉnh lên thì nó càng khỏe thôi, nhưng mà cái tầm hiệu quả thôi, nó cái nhịp là anh em càng dặn lên để càng nhanh, nhưng mà không hay đâu nè, anh em để chậm thôi, và cái tần số anh em để vừa vừa thôi, anh em đừng có để nhanh quá hen. Máy thì không có nóng nảy gì đâu nè, mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi, anh em thấy quạt mình vẫn chưa có cắm quạt cho nó quay nha, nhưng mà máy thì mình nhôm mình nó vẫn còn lạnh nè, không có vấn đề đâu, mình đã test rất là kỹ rồi nè. Tiếp theo là một chế độ thả nữa nè, đây là chế độ thả cũng là đa bật luôn nè. Rồi, công tắc này con áp thì anh em bật lên nè, áp sẽ cao hơn xíu thôi nè. Rồi sau chế 6 chế độ thì nó sẽ trở về chế độ ban đầu là chế độ đánh lì cho anh em. Đó, thì anh em có chỉnh lướt chế độ thì anh em cứ việc chỉnh một vòng thì nó sẽ trở về chế độ ban đầu cho anh em nha. Rồi ok, thì chắc mình sẽ test một đoạn ngắn vậy thôi nè, cho anh em tham khảo nha. Thì anh em nào còn thắc mắc hoặc có nhu cầu tham khảo máy gì đó thì anh em cứ việc liên hệ qua số điện thoại nha, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em. Rồi thì mình xin nhắc lại, hiện tại mình đang có rất là nhiều mẫu nha anh em. Mẫu máy ngọt vàng thì mình có từ 6 phép thôi đến 28 phép nha, 16 phép lớn, 12 phép lớn thì sắp tới mình sẽ có cho anh em nha. Còn mẫu máy IGBT auto mặn ngọt á, thì mình hiện tại mình đang có là 4 phép lớn, 6 phép, 8 phép và 12 phép nhỏ anh em. Đó thì nằm trong phân khúc bộ và thiền thôi, nó không có đánh xong anh em. Mẫu sắp tới mình sẽ làm những mẫu IGBT đánh xong cho anh em. Thì nói chung hiện tại những cái mẫu máy mà ngọt vàng á thì mình đang có rất là nhiều ha. Thì anh em cần máy lớn nhỏ gì đó thì anh em cứ việc liên hệ mình ha. Thì mình xin nhắc lại số điện thoại của mình là 0853710315. Đó, số điện thoại của mình và cũng là số Zalo luôn, anh em kết bạn mình sẽ tư vấn cho anh em. Rồi ok, anh em xem video tới thời điểm này rồi, cho mình xin một like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để anh em cập nhật được những video mới nhất bên mình ha. Rồi ok, chào anh em, hẹn anh em ở video lần sau.